Tôi bắt tay vào thêu khẩu trang thêu tay cũng bắt đầu từ đầu tháng 2, khi mà dịch Covid-19 lan tràn. Thì cái đấy nó bức xúc về cái đeo khẩu trang, và để khuyến khích tất cả mọi người, cả nữ cả nam, tức là cả phụ nữ lẫn đàn ông đeo khẩu trang, thì tôi muốn cái khẩu trang của tôi không phải là thật đẹp, để khuyến khích, để... cái khẩu trang chỉ là một cái vật để bảo vệ sức khỏe, phải biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật, một cái tác phẩm, một phụ kiện làm đẹp mà làm cho chị em phụ nữ thích thú và khát khao được mang nó trên khuôn mặt của mình. Những đường kim mũi chỉ phải tuân thủ rất là kỹ lưỡng, mượt mà. Cái dịch Covid-19 nó đã làm bị đình trệ cái giao thương giữa các quốc gia với nhau. Thế thì nhưng riêng cái mặt hàng khẩu trang thì tôi có thể nói rằng là phục vụ nguyên trong nước thôi đã là thoải mái. Cho nên niềm vui khi mà có công ăn việc làm cho đến các làng nghề ấy, đưa đến các làng nghề là các bạn rất là vui, mọi người rất là vui, cả làng rất là rộn ràng.